Cách quay trở lại iOS 15 sau khi cài đặt iOS 16 beta. Dưới đây là cách mà người dùng có thể hạ cấp từ iOS 16 beta xuống phiên bản iOS 15 ổn định hơn. Những điều cần chuẩn bị. Người dùng cần máy Mac hoặc PC. Người dùng có thể cần khôi phục bản sao lưu trên iPhone của mình sau khi hoàn nguyên về iOS 15. Người dùng sẽ cần tập tin IPSW cho iPhone của mình. Họ có thể tải xuống tập tin IPSW iOS 15 ổn định mới nhất cho kiểu iPhone cụ thể. Tắt tính năng Find My trên iPhone của mình. Để thực hiện, hãy vào Setting, chạm vào biểu tượng hồ sơ trên cùng và chọn Find My iPhone. Sau đó tắt tính năng này đi. Sau khi tắt Find Me, hãy kết nối iPhone với máy Mac trên PC bằng cấp USB. Nếu bạn đang sử dụng Mac, hãy mở Finder và chọn iPhone từ thanh bên trái. Nếu đang sử dụng máy tính Windows, hãy mở iTunes, sau đó chọn iPhone của mình. Bây giờ, trong khi giữ An trên Option trên máy Mac hoặc giữ phím Shift trên Windows, hãy nhấp vào nút Restore iPhone. Bây giờ, trong khi giữ An trên Option trên máy Mac hoặc giữ phím Shift trên Windows, hãy nhấp vào nút Restore iPhone. Chọn IPSVK mà mình đã tải xuống trước đó. Tiếp theo, nhấp vào Restore and Update Next Agree. Quá trình hạ cấp bây giờ sẽ bắt đầu. Finder trên iTunes giờ đây sẽ xác minh bản cập nhật hệ thống và iPhone của người dùng sẽ phải khởi động vào iOS 15 sau khi quá trình khôi phục hoàn tất. Toàn bộ quá trình sẽ mất khoảng 10 đến 15 phút.